Vâng, em xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Vâng, hôm nay em nên tiếp cho anh chị về cái mẫu xe Ford Transit 2011 6 số. Vâng, 6 số, ghế đời cao. Vâng, thân vỏ ngoại thất thì là khá là sạch sẽ, không phải làm bất kỳ một cái gì cả, xe rất là đẹp luôn. Đấy, đã nên đèn dài tất cả các thứ. Ok, anh chị sợ không đăng kiểm được thì em sẽ đăng kiểm cho anh chị thoải mái. Vì là trước đây người ta đã đăng kiểm rồi thì không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, ghế thì đã ghế đời cao. Vâng, full nội thất rồi, nội thất ghế đời cao khá là đẹp luôn. Đấy, về full option thì là ghế đời cao này. Màn hình thì là có màn hình cam trước, cam sau đầy đủ này. Khá là đẹp luôn. Đấy, theo như anh chị thì bỏ ra cái mức tiền hơn 200 triệu thì không phải là số tiền quá lớn so với anh chị. Nhưng mà để mà cái số tiền mà chiếc xe này mà mua về đầu tư để kiếm tiền cho anh chị thì là nó là một cái công cụ kiếm tiền khá ra là khá là ok. Đầu tư thấp nhưng mà lợi nhuận nó sẽ có hơn là tất cả các thứ khác. Thì anh chị đang có cái bằng D thì chúng ta sắm ngay một em ni này về để chúng ta chạy du lịch hoặc là chạy học sinh, rất là ok, hoặc là chạy công nhân. Nói chung là chúng ta có cửa nào chạy thì mình cứ lấy một chiếc xe này chạy thì rất là tuyệt vời. Đấy, bên ngoài ngoại thất là tất cả thứ rất là đẹp rồi, đúng không anh chị ạ? Thì sau đây em đi vào trong cái nội thất bên trong của nó này. Cái nội thất bên trong của nó thì là ghế nó phối màu rất là đẹp luôn. Đấy, phối màu rất là ok. Đấy, anh chị nhìn nhá, phối màu rất là ok, là rất là đẹp luôn. Ghế thì là ghế đời cao hết rồi. Vâng, ghế đời cao anh chị nhá. Ghế này là lên xe ngồi anh chị không, nếu mà không hiểu xe máy thì cứ nghĩ là đời 2018-19, nhưng nó chỉ là có đời 2011 6 số thôi ạ. Đây là 6 số và màn hình thì là đầy đủ hết này. Đấy, màn hình này, có đầy đủ màn hình, tất cả thứ rất là ok. Đấy, loa niếc này. Đấy, chế độ loa đấy, đầy đủ hết. Vâng, với cái mẫu xe như này thì anh chị nghĩ là kiếm được tiền chưa? Em nghĩ là anh chị mua chiếc xe này về là kiếm được tiền rồi, thoải mái luôn, lốp nắp khá là dày, khá là đẹp rồi. Thì anh chị chỉ mua chỉ được chạy thôi. Còn máy thì em bảo hành cho anh chị luôn, máy bảo hành 1.000 cây, khẳng định luôn là máy bảo hành luôn. Các bác đang đi mua xe cũ ở đâu người ta bảo hành cho anh chị chưa? Nhà em rồi, nhà em Tiến Canh bảo hành máy cho anh chị nhé. Với mức ưu đãi như thế thì anh chị còn suy nghĩ gì nữa. Vâng, 260 triệu anh chị đến, em vẫn có thương lượng, có vẫn ra lộc và bao rút hồ sơ cho anh chị. Với mẫu xe 2011 6 số và 16 chỗ ngồi này thì quá là hợp lý rồi, quá là hợp lý anh chị ạ. Và với cái mức đẹp, mấy mức xe mà đẹp như này về mà chúng ta kiếm tiền thứ bảy chủ nhật thì ông xe đời cao, ông đời thấp đều có việc hết anh chị nhé. Đều có việc hết, không bao giờ chuyện mà hết việc được. Thì anh chị bỏ ngay số tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi, anh chị kiếm ngay được công việc là ổn định ngay anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu thì hãy bấm ngay số điện thoại của em là 0943 622 621 để liên hệ em. Em sẽ có cái mức giá tốt nhất cho anh chị, cho ai gọi đầu tiên em tốt nhất cho anh chị nhé. Và em xin chào toàn thể quý vị anh chị ạ.